danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Cô xin chào tất cả các em học sinh thân yêu. Hôm nay cô và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài nói và nghe kể về một trải nghiệm của em nằm trong chủ đề 3 yêu thương và chia sẻ, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng nhớ lại ở bài tôi và các em thì chúng ta đã được hướng dẫn nói và nghe về một trải nghiệm. Và trong bài học này, chúng ta sẽ tiếp tục có cơ hội chia sẻ những điều thú vị mà mình đã trải qua để phát triển kỹ năng nói và nghe của bản thân. Vậy thì trước khi nói, chúng ta cần phải chuẩn bị nội dung nói, đó là đọc lại nhiều lần bài viết của mình. Và để không bỏ sót những nội dung liên quan, quan trọng khi trình bày thì em có thể lựa chọn một trong hai cách như sau. Đó là đánh dấu những từ ngữ, câu văn quan trọng mà khi trình bày không thể bỏ qua, như là câu văn giới thiệu trải nghiệm mà em muốn kể này, những từ ngữ giới thiệu về thời gian, không gian, nhân vật trong chuyện này. Tiếp theo là những từ ngữ thể hiện cảm xúc của em trước sự việc được kể này. Sau đó mình sẽ ghi ngắn gọn ra giấy một số ý quan trọng không thể bỏ qua khi trình bày bài nói, như thời gian, không gian, nhân vật, sự việc, cảm xúc của bản thân. Sau khi chuẩn bị nội dung nói và chúng ta sẽ tiếp tục sang tập luyện. Vậy thì chúng ta sẽ liệt kê những điểm mà em hài lòng và chưa hài lòng sau mỗi lần tập luyện để chúng ta rút kinh nghiệm cho bài nói của mình được hay hơn và tròn trịa hơn. Tiếp theo, trình bày bài nói thì chúng ta sẽ sử dụng các cái hiệu quả của việc ghi chú, viết trên một vài mảnh giấy nhỏ để không bỏ sót những nội dung quan trọng này, rồi sử dụng các phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, đoạn phim ngắn để bài nói trở nên thú vị và hấp dẫn người đọc hơn, người nghe hơn. Vậy thì chúng ta có thể theo dõi vào bài nói mẫu của cô và tự hoàn thành bài nói của mình. Kính chào thầy cô và tất cả các bạn. Với bài nói về chủ đề kể về một trải nghiệm ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện về một lần mắc lỗi của tôi. Trong cuộc đời mỗi người, ai chẳng có những phút giây lầm lỗi. Nhưng điều quan trọng là sau mỗi lần mắc lỗi, chúng ta biết hối hận và sửa chữa sai lầm ấy. Tôi cũng đã có một lần mắc lỗi với chính người bạn thân của mình hồi năm học lớp 4. Đó là một trải nghiệm buồn vì suýt chút nữa tôi đã tự tay giết đi một tình bạn đẹp. Tôi và Hoa chơi với nhau từ nhỏ, nhà ở cạnh nhau nên chúng tôi lại càng thân hơn, đi đến đâu cũng dính lấy nhau như hai chị em vậy. Trời thần là thế, nhưng mọi người thường bảo tôi với Hoa như hai thỏi nam châm trái dấu. Hoa hiền lành, ít nói, trầm tính và chắc chắn, còn tôi thì lại khá tinh nghịch, trong người lúc nào cũng có dư thừa năng lượng, gặp ai đều có thể nói chuyện thoải mái. Những lúc như vậy, tôi lại cười, coi như bù trừ cho nhau vậy. Hàng ngày, ngoài việc đi học cùng nhau, Hoa còn giúp tôi rất nhiều trong học tập, nhờ có Hoa mà tôi đã tiến bộ lên rất nhiều. Hôm đó, cô giáo vào lớp và gọi một số bạn lên kiểm tra bài cũ, trong đó có tôi. Vì đã học bài ở nhà nên tôi trả lời rất dõng dạc, tự tin. Cô cho tôi một điểm 10 đỏ chói vào trong sổ. Bạn bè trong lớp nhìn tôi đầy ngưỡng mộ khi có thể nhớ chi tiết từng ngày, từng tháng, địa danh trong bài lịch sử dài dằng dặc. Tối hôm đó, vì TV có chương trình rất hay mà tôi yêu thích, cũng vì chủ quan rằng mình đã có điểm nên tôi không học lại bài. Ai ngờ hôm sau, cô bất ngờ cho kiểm tra 15 phút, tôi ngồi vò đầu bứt tai cắn bút mãi mà không thể nhớ nổi một chữ. Trong khi đó, ở bên cạnh tôi, Hoa đã làm xong từ bao giờ. Chỉ còn có 5 phút, tôi cuống quá, liền giật lấy bài của Hoa và vội vàng chép. Tiết học sau, cô trả bài kiểm tra hôm ấy và nói rằng, cô rất buồn rằng trong lớp chúng ta có hiện tượng chép bài của nhau, đó là Lan và Hoa. Cô cho cả hai bạn 3 điểm. Nếu các em có gì thắc mắc thì sau giờ học lên gặp cô. Tôi sững sờ, còn Hoa nhòe đi. Mắt Hoa nhòe đi khi nhận bài kiểm tra của mình. Tôi vô tâm nghĩ rằng chỉ là một bài kiểm tra thôi mà. Sau giờ học, mình sẽ xin lỗi nó sau. Lúc tan học, Hoa chẳng đợi tôi về cùng mà đi trước. Mấy đứa bạn cùng lớp thì thầm rằng, sao hôm nay Hoa lại không học bài nhỉ? Mọi khi cậu ấy chăm lắm mà.
Bây giờ tôi mới ân hận và hiểu ra lỗi lầm của mình. Vì vô tâm mà tôi đã làm tổn thương Hoa. Chẳng biết làm gì khác, tôi vội vàng chạy đuổi theo Hoa để xin lỗi, bắt kịp Hoa. Tôi nói bằng giọng hổn hển chẳng ra hơi. Hoa ơi, mình xin lỗi nhé, tại mình mà cậu bị điểm kém. Hoa mỉm cười dịu dàng. Thôi không sao đâu, mình cũng không giận cậu nữa. Lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không sửa lỗi kịp thời, có lẽ tôi đã đánh mất một người bạn tốt như Hoa. Mỗi lần nhớ lại kỷ niệm ấy, tôi thấy thẹn với lòng và tự dặn mình phải biết chú ý tới cảm xúc của người khác hơn, nếu không tôi sẽ đánh mất những người luôn yêu thương và giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Trên đây là kỷ niệm của tôi với một người bạn thân thiết. Tôi mong rằng qua bài nói trên, các bạn có thể nhận về một vài thứ cho bản thân mình. Nếu có bất cứ thắc mắc và trao đổi gì về câu chuyện, tôi đều sẵn sàng lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Sau khi nói thì chúng ta sẽ xem lại các cái cách thức trao đổi về bài nói ở bài tôi và các bạn. Ngoài ra thì em có thể trao đổi thêm với các nội dung sau, đó là sự phù hợp của việc sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ, đó là điệu bộ, cử chỉ và nét mặt với nội dung câu chuyện, và việc hiệu quả của các phương tiện hỗ trợ như là tranh ảnh, đoạn phim ngắn trong khi trình bày. Vậy là cô đã hướng dẫn xong cho các em tiết nói và nghe của bài học hôm nay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.